Hi guys, today my family visit the festival Happy New Year in Saigon, Vietnam. All the best wishes to everywhere. Thank you guys. Xin chào cả nhà. Hôm nay gia đình mình đi chúc mừng lễ uh, năm mới. Thì lễ năm mới là tất cả mọi nơi trên uh, Việt Nam và thế giới đều tổ chức chúc mừng. Thì uh, truyền thống văn hóa Việt Nam là tổ chức uh, có rất nhiều lễ hội hoa lễ hội hoa sưng lễ hội văn nghệ lễ hội nghệ thuật hai guys, welcome to hồ chí minh uh, city and Richard amazing đây là trung tâm nguyễn huệ tượng bác hồ chí minh ở giữa trung tâm và được tôn thờ xung quanh là nhiều hoa và mọi người đến đây uh, tôn thờ tưởng nhớ kính trọng uh, và cao quý nhất Uh, hi guys, welcome to the Happy New Year Festival in Vietnam Everywhere celebrate with the beautiful best sweets uh, Thank you guys, xin chào cả nhà Tất cả mọi nơi đều có những lời chúc Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng Những điều tuyệt vời nhất, may mắn mọi nơi Có nhiều hoa, hoa mai Và các loại hoa, nghệ thuật Mỗi, mỗi thương hiệu có cách trang trí may mắn khác nhau Hi guys, welcome to the Flower New Year Festival in uh, Saigon beautiful uh, festival. All the best wishes to everywhere. Đường hoa Tao Đàn, đường hoa Tao Đàn năm 2024 để lễ hội chúc mừng mọi người đến đây họp hội gia đình, chụp hình quay phim và và tất cả cùng rất tuyệt vời. Có lễ hội hoa quận 1, lễ hội hoa quận 7, lễ hội hoa Tao Đàn và mọi các thương hiệu đều tổ chức chúc mừng, mọi nơi đều cùng mùa xuân giống nhau. Hi guys, welcome to the flower garden with many flower and with the new year 2024. All the best wish to everywhere. Thank you guys. Đây là bên trong. Một con đường dài và có rất nhiều trang trí hình cá, hình rồng và mỹ nghệ, nghệ thuật cổ xưa, nghệ thuật hiện đại, những điều tuyệt vời nhất, nghệ thuật sáng tạo. Thì đây là uh, tượng điêu khắc hình con rồng và những viên trăng châu uh, rất sáng bóng tuyệt vời. Hai guys welcome to beautiful art tradition Vietnam with the dragon. Đây là uh, tất cả những điều tuyệt vời nhất. Hai uh, guys uh, for the dragon year uh, we celebrate many dragon. Đây là hình tượng con rồng bằng uh, những nghệ thuật đang đang kết với nhau, rất lớn nồng ngay trung tâm và xung quanh là hoa, mọi nơi là các thương hiệu liền kề nhau được quảng cáo liên tục. Hi guys, welcome to the lantern, the flower and the beautiful dragon year. Đây là toàn cảnh của uh, tao đàn công vườn hoa tao đàn thì cổng vào rất lớn, bên trong một con đường dài nằm ngay trung tâm xung quanh là những hoa trang trí nghệ thuật khác nhau. Xuân Giáp Thìn, Phúc Lộc Thọ. Hai ga welcome to the dragon year and order best wish. Năm 2024 à, mọi nơi đều trang trí khác nhau, tất cả đều rất tuyệt vời. Hai ga welcome to the flower garden in Vietnam, Vietnam love flower so much đây là vườn hoa sứ hoa sứ đủ màu vàng đỏ hồng và mỗi chậu hoa sứ được chăm sóc và yêu quý hi guys welcome to the beautiful hot garden for all the people in the city đây là vườn hoa vườn hoa và trái tim giúp cho mọi người luôn được yêu thương và hạnh phúc tất cả trang trí đều rất tuyệt vời trái tim lớn trái tim nhỏ trái tim đủ màu hi guys welcome to the dragon family and all the best wishes to everywhere thank you guys đây là gia đình rồng rồng lớn rồng nhỏ rồng mùa xuân rồng lễ hội rồng thời trang và tất cả đều rất tuyệt vời mọi nơi đều có hoa hi guys welcome to my family and my mother to Uh, all the best with to everywhere Đây là mẹ mình Luôn giúp mình trong công việc Luôn may mắn, hạnh phúc Và mẹ mình Luôn uh, cùng mình Trong mọi nơi Hi guys All the amazing festival With the Vietjet And with the uh, Việt Nam Đây là thương hiệu Vietjet được quảng cáo Việt Nam được uh, Là nước được uh, uh, tổ chức lễ hội để uh, chào mừng quốc tế đến Việt Nam du lịch hội họp kinh doanh hai gai all the beautiful treasure tradition amazing những uh, văn hóa thời xưa văn hóa thời nay văn hóa tuyệt vời văn hóa mới nhất văn hóa sáng tạo xuân năm giáp thìn 2024 hai gai welcome to the Amazing dragon in the dragon year with the uh, beautiful. Đây là cổng vào có hai chú rồng lớn. Cổng vào lời chúc mừng chào mừng và xung quanh là rất nhiều hoa đỏ, tím, vàng liền kề nhau. Những hoa nở rất đều nhau và những loại hoa khác nhau tất cả đều rất đẹp. Hi many people come here to celebrate with the beautiful uh, festival những chậu hoa rất quý giá và đắt tiền vì rất lớn và những mọi người đến đây học sinh sinh viên gia đình người lớn trẻ em tất cả đều mặc trang phục của lễ hội năm mới tất cả đều rất sang trọng tuyệt vời Hi guys, welcome to the 2024 festival in Vietnam. Everywhere celebrate. Đây là xuân năm 2024 à, toàn cảnh lễ hội ở Long An. Tất cả mọi nơi đều tổ chức những con rồng và trang trí khác nhau. Đây là khu năm sao Long An. Đây là nơi của gia đình mình. Thì mình xin lưu lại hết những lễ hội của à, năm 2024. Con rồng thịnh vượng, may mắn, an khang, hạnh phúc mọi nơi. Thật nhiều Hi guys, welcome to the flower and the dragon and the golden flower festival. Everywhere celebrate in Vietnam and international for happy new year. All the best wishes to everywhere. Thank you guys. gia đình mình cùng hai bé uh, chó nhỏ của gia đình mình được quay phim chụp hình kỷ niệm hạnh phúc vì lễ hội Hi guys, welcome to five star economy uh, place city in my hometown. Đây là khu trung tâm năm sao, khu trung tâm 5 sao là các nhà ba tầng liền kề nhau và và được kinh doanh mua bán uh, nằm ngay giữa trung tâm Long An liền kề Hồ Chí Minh là khu trung tâm mới được uh, uh, mọi người uh, kinh doanh mua bán và uh, đến ở để uh, có nhiều nơi ở hạnh phúc trong hai guy order the festival in Vietnam I can share to your guy all the best sweet beautiful amazing cuộc sống bình yên thiên nhiên ban tặng năm sao năm sao hạnh phúc Đây là toàn cảnh của uh, lễ chúc mừng của khu năm uh, sao À, rất nổi tiếng. Hi guys, welcome to Sài gòn 2024 Bến thành Market in the Central Beautiful Celebrate. gia đình mình đang ở lễ hội chợ bến thành ngay trung tâm quận 1 thì chợ bến thành là từ thời xa xưa là khu trung tâm quan trọng. Mọi người đến đây mua sắm và nằm ở, ở giữa trung tâm. Hi guys, welcome to the Bến thành Market, the most famous in Sài gòn. Chợ bến thành là nơi nổi tiếng nhất ở Sài gòn vì là khu chợ của thời xa xưa đến nay xung quanh là những uh, tòa nhà mới và chợ bến thành là trung tâm ở giữa thì tổ mỗi năm tổ chức lễ hội ngay giữa trung tâm để mọi người đến đây thì năm mới là mọi nơi đều tổ chức thì có những nơi nào mình cùng đều đến vì mình ở sài gòn và đi vòng quanh sài gòn thì mình sẽ quay hết tất cả lễ hội năm mới ở sài gòn để giới thiệu đến các bạn cảm ơn các bạn Hi guys, welcome to Sài Gòn Bến Thành Market, the most famous in the central and welcome to Vietnam International uh, Nation. Uh, welcome uh, Vietnam all the best with to everywhere. Thank you guys. Đây là khu trung tâm Sài Gòn có tổ chức lễ hội mùa xuân, các thương hiệu liền kề nhau, các lời chúc, các uh, mỹ nghệ, các nghệ thuật và hình con rồng thì cổng vào có rất nhiều hoa những những nhà nhà nước tổ chức và và nhà nước tổ chức những điều tuyệt vời quý giá của những danh danh nhân trồng hoa và kinh doanh để cho công việc của quốc gia được hạnh phúc thịnh vượng thì tất cả những điều quý giá tuyệt vời nhất của Sài Gòn đều được trưng bày ở đây cho mọi người, mọi người đến đây mua sắm, em trẻ em trẻ đến đây học hỏi và người lớn đến đây quay phim chụp hình để khoảnh khắc gia đình được hạnh phúc và năm mới à, xưng cắn xưng gắn kết yêu thương và năm con rồng à, hạnh phúc quý giá tuyệt vời nằm ngay ở giữa, mọi người mặc trang phục lễ hội áo dài truyền thống văn tộc Việt Nam. Hi guys, welcome to the uh, long dress in Vietnam tradition. All the people celebrate festival. Thank you guys. Lễ hội mừng xuân năm con rồng 2024 ở trung tâm quận 1. Đây là cổng vào có rất nhiều hoa, hoa anh đào, hoa mai. Con rồng và các thương hiệu liền kề nhau có sân khấu biểu diễn à, nghệ thuật à, cho mọi người thì mình chỉ quay được cảnh lễ hội và không quay được ca sĩ vì mình đi sớm nhất để để được vào thì chợ bến thành là kinh doanh bu bán những truyền thống việt nam những thương hiệu quần áo ăn uống thương hiệu và có rất nhiều kinh doanh hai guys welcome to odimus biguet việt nam international famous in việt nam đây là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng trên thế giới có ở việt nam đồng hồ kim cương đồng hồ kim cương một trong những đồng hồ quý giá và giá trị cao được yêu thích rất đẹp Hi guys, welcome to the Hermes International in Vietnam. Đây là khu trung tâm quận 1, các thương hiệu liền kề, các khách sạn liền kề, các uh, trung tâm shopping liền kề, nhà thờ, chùa và tất cả mọi nơi đều tổ chức liên tục và mọi nơi đều uh, rất đẹp. Đây là nhà thờ Đức Bà. Khu kinh doanh. Tòa nhà kinh doanh là có ngân hàng và những trụ sở kinh doanh khác nhau khu Vincom cơm là khu trung tâm shop bên cho người trong thành phố đây là đường phố rất hạnh phúc và đông dân Hi guys, welcome to beautiful Saigon uh, lifestyle all the best with with the five star hotel and the church and the temple and all the brand đây là khách sạn 6 sao nổi tiếng thế giới ở Việt Nam, nằm ngay trung tâm nhìn khắp thành phố, thành phố Việt Nam rất đông dân nhưng mọi nơi đều thịnh vượng và hạnh phúc. Trung tâm khách sạn nổi tiếng thế giới Caravel, Salatin, High Art and Ware. Đây là khu nguyễn huệ nguyễn huệ là con đường lớn nhất ở nằm ngay trung tâm